Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tạm thời không nói về những mùi hương của trái nước hoa. Bởi vì thời gian vừa rồi mình rất là bận. Đó, khi mà đi làm về xong thì cũng rất là mệt mỏi rồi. Cho nên là mình không muốn là xịt và ngửi mùi hương, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái cảm nhận, cảm xúc của mình khi mà ngửi. Do đó nó có thể ảnh hưởng đến những cái đánh giá mùi hương nó không chuẩn. Thật ra cũng chia sẻ với các anh em một chút là tất cả những cái chai nước hoa trước khi mình làm video review đến cho các bạn xem, mình đều cần phải có một thời gian để mình có thể hiểu được mùi hương đó, mình cảm nhận được mùi hương đó trong cái khả năng tốt nhất của mình. Nó có thể là sai, nó có thể là đúng, cái đấy thì mình chưa nói đến. Thế nhưng mình luôn muốn là mình có một cái cảm nhận nó tốt nhất trong cái khả năng của mình. Chứ còn là thật sự là đối với mình quan niệm mùi hương nó không chỉ đơn giản chỉ là mà sau đó là nói đấy, đối với mình đấy không phải là như thế. Mùi hương nó là một cái gì đó nó rất là ảo diệu và mình cần phải có thời gian để mình cảm nhận đó. Ok, thì quay lại chủ đề ngày hôm nay, mình sẽ nói về một số cái các bạn cần lưu ý trước khi muốn mua một chai nước hoa và một số vấn đề các bạn có thể gặp khi mà các bạn sau khi mua xong và các bạn nghi ngờ đó là chai fake. Một số vấn đề thôi, bởi vì những cái kiến thức mà mình sau đây mình sẽ nói với các bạn thì cũng là mình đọc và mình tìm hiểu, mình thu thập lại chứ nó không phải là của mình nghĩ ra đó. Điều đầu tiên các bạn cần quan trọng nhất đó là chọn một nguồn hàng mua uy tín. Cái điều này nó chiếm đến 90% an tâm cho các bạn khi mà bỏ tiền mua ra một chai nước hoa. Thì ở đây các anh em có thể là hỏi bạn bè mình hay mua nước hoa ấy, là mua ở đâu để mình tham khảo xem là nguồn hàng ở đấy là có cái tỷ lệ đánh giá là ok hay không, đó giá cả nó như thế nào, rồi mình quyết định mình mua. Mà ở đây mình xin khuyên các anh em không nên tiếc 100-200. Chất lượng bao giờ cũng phải là ưu tiên hàng đầu. Giá cả có thể bênh nhau 100-200, cái đấy bỏ qua, không nên tiếc. Bởi vì thực sự là cái cảm giác mà mình mua phải một chai nước hoa fake ấy, thì kể cả là các bạn mất 500-600 còn cay cú hơn là cái việc là đi nhậu say mà mình phải trả tiền. Đó. Mình đã bị một hoặc hai lần cái cảm giác đấy mà mình không bao giờ mình muốn trải nghiệm lại. Rất là khó chịu trong người. Do đó là mình khuyên các anh em chọn chỗ mua mà phải có uy tín về chất lượng. Giá cả có thể của họ có thể là đắt hơn, thế nhưng mình cảm thấy mình yên tâm hơn thì nên mua. Điều thứ hai là các anh em nên có một cái sự tìm hiểu một chút về tính chất da của mình. Bởi vì theo như các mình được biết ấy, là da mà đổ mồ hôi nhiều thì cái độ bám tỏa mùi nó rất là kém. Da nhờn bao giờ nó đánh giá là ok nhất. Do đó là các anh em nên hiểu được một chút về đặc tính da của mình để chọn một mùi hương nước hoa nó hợp lý. Sau đó là tham khảo, ví dụ như là trên các cái forum, trên các cái diễn đàn ấy, và da của mình như này thì nên dùng những chai nước hoa như nào để cho hợp lý, thì lúc đấy thì các bạn sẽ nhận được cái phản hồi nó chính xác và mình mua nó sẽ không bị gọi là phí tiền. Điều thứ ba đó là nên tìm hiểu những cái nốt hương trong chai nước hoa các bạn định mua. Tại sao mình lại phải nói là các bạn nên tìm hiểu những nốt hương? Bởi vì là mỗi người một gu mùi khác nhau. Có người thích mùi gỗ, có người thích mùi hương hoa, có người thích mùi fresh, có người thích mùi ngọt vừa, có người thích mùi ngọt đậm. Thì khi mà các bạn vào những cái trang ví dụ như perfumista.vn hoặc fragranceticker.com chẳng hạn, thì ở đấy người ta đã list ra rất là chi tiết, ví dụ nốt đầu là mùi gì, nốt giữa là mùi gì, nốt cuối là mùi gì, và những cái mùi hương mà các bạn sẽ ngửi thấy, người ta sẽ vote những cái mùi hương nào mà các bạn sẽ ngửi thấy đó.
Ví dụ như mình chỉ lấy ví dụ là ví dụ như các bạn thích một mùi ngọt nhẹ chẳng hạn, nhưng khi mà các bạn vào các bạn thấy là người ta đánh giá là chai này là có đậu tonka này là nhiều nhất này, sau đó là hương vani là thứ hai này, đó thì có nghĩa là những cái chai đấy thường nó có xu hướng ngọt rất là đậm. Thì dựa trên những thông tin đấy, các bạn có thể là theo đánh giá theo cái gu của mình, các bạn cảm thấy nghi ngờ có thể chai này mùi hương không hợp, thì các bạn sẽ ok vào những cái forum chuyên về nước hoa đúng không? Bạn hỏi là bây giờ là như thế này, gu của mình thích là ngọt nhẹ, nhưng mà mình định mua chai này nhưng mà mình thấy người ta đánh giá là có những nốt này thì cho mình hỏi bạn nào dùng chai này chưa thì cho mình xin ý kiến, ok đúng không? Lúc đấy thì người ta sẽ có cho các bạn một cái tham khảo thông tin để mà trước khi mình mua thì mình cũng bắt đầu có hình dung được về mùi hương của chai đấy. Cái thứ tư, có một cái sự thật là các bạn cũng nên phải chuẩn bị sẵn, đó là nước hoa nó không phải là sản phẩm của đức cao siêu. Mình thấy là rất nhiều bạn có một cái tâm lý nước hoa, một sản phẩm nước hoa là không bao giờ là bị lỗi, lúc nào nó cũng phải 100% perfect, hoàn hảo. Đấy là một cái khái niệm rất là sai lầm. Các bạn phải nên hiểu là trong tất cả những cái sản phẩm, khi mà đã sản xuất đại trà, sản xuất với số lượng lớn, thông thường bao giờ người ta cũng cho phép tỷ lệ hàng bị lỗi. Để nói ví dụ này, các bạn đọc báo cũng thế. Cái thông tin ví dụ như hãng Ford hoặc Toyota đúng không? Họ phải thu hồi lại xe hơi bởi vì bị lỗi cái này chẳng hạn, họ phải thu hồi về đúng không? Đấy cũng là hàng bị lỗi. Hoặc là iPhone hoặc những hãng điện thoại chẳng hạn, họ cũng phải có những một, các bạn đọc trên những cái trên trang về công nghệ đúng không? Bao giờ cũng thỉnh thoảng có những một cái lô hàng bị lỗi về ví dụ bắt wifi hoặc là lỗi sóng chẳng hạn. Cái chuyện đấy là chuyện không phải là lạ. Thì ở đây nước hoa cũng thế. Nước hoa kể cả có là trên trời trên biển của những hãng nước hoa cực kỳ nổi tiếng thì cái việc bị lỗi là không bao giờ tránh khỏi. Lỗi ít hay lỗi nhiều thôi. Khi một sản xuất cái tỷ lệ bị lỗi ở đây ví dụ như là vòi xịt, chai bị xước hoặc là hộp bị móc, hoàn toàn có thể xảy ra. Và anh em cũng phải nên chuẩn bị tâm lý là có thể mình là người may mắn trong cái tỷ lệ ít ỏi đấy. Cái thứ năm, ở đây mình cung cấp cho anh em một thông tin, đó là không phải chai nước hoa nào cũng có seal, có nghĩa là giấy ni lông bọc. Nó tùy theo từng sản phẩm, tùy từng hãng. Đó, không phải là chai nước hoa nào cũng là bọc full seal nhé. Anh em nên lưu ý vấn đề này. Ví dụ như chai nước hoa Lacoste Pour Homme này, Hugo Boss For Men này, vân vân đấy. Những cái chai đấy là không có seal, không bọc seal. Cho nên anh em khi mà nhận một cái chai nước hộp nước hoa hàng mới về, mua về mà cảm thấy mà thấy không có seal thì cũng đừng có hoảng hốt nhé, để check thông tin trên Google xem là nó như thế nào, chứ không phải là không nhìn cứ đinh ninh bao giờ cũng thế là thấy cứ có cái khái niệm là chai nào cũng phải có seal bọc quanh hộp, rồi sau đó là nhận về không thấy có là hoảng hốt lên, mặt tái mét lại, bắt đầu là kêu chai này bị fake. Mình phải bình tĩnh, mình phải kiểm tra thông tin rồi sau đó mình mới kết luận. Đó, phần tiếp theo đó là mình sẽ nêu ra một số vấn đề các anh em có thể gặp và các bạn nghi ngờ đấy là chai fake. Đó, trường hợp đầu tiên đó là decode. Decode ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà các bạn mua một chai nước hoa mà các bạn phát hiện ra ở phần số series này, QR đó, có thấy là bị dán đè lên đúng không? Bị cạo và dán đè lên, và các bạn hoảng hốt giật mình lên và kết luận mình mua phải chai fake rồi, chết cha rồi, mua phải chai fake.
Nhưng ở đây mình nói đấy là những hàng decode. Vậy decode ở đây là cái gì? Thì mình giải thích cho các bạn nói qua qua một chút thôi. Decode ở đây có nghĩa là mỗi một nhà sản xuất thường là họ quy định cái mức giá đầu cuối cho mỗi cái sản phẩm của họ. Đấy, để tránh mà nhà phân phối phá giá hoặc là sale up đấy, để mà thu về lợi nhuận cho mình. Những cái hãng mà càng nổi tiếng như là Chanel, Dior, đúng không? Tom Ford thì họ càng quản lý rất là chặt trong những cái chuyện này. Do đó là sau khi nhập hàng về ấy, thì một số nhà phân phối là thường họ cạo, sửa hoặc là dán đè lên cái phần series, số series hoặc là cái mã QR của cái chai nước hoa ấy, rồi bán với cái giá rẻ để tăng doanh thu. Thì cái việc làm này là người ta gọi là decode. Đó. Để mà cái mục đích là để tránh nhà sản xuất truy ra được cái lô hàng nào phân phối cho ai. Cho nên nếu như mà các bạn mua một cái chai nước hoa mà thấy có cái hiện tượng này ấy, thì phải là mừng chứ không phải là buồn. Bởi vì các bạn có nghĩa là các bạn đang mua được một cái chai nước hoa xịn. Đó. Chứ mà người ta đã bất công làm giả thì không ai người ta để lộ cái việc mà đi dán đè sửa rồi linh tinh cả lên, không có một ai người ta lại dại dột như thế cả. Do đó nếu như anh em mà ai mà gặp ở trong trường hợp này thì đúng rồi, nên mở tiệc ăn mừng vì là mình đã mua được một chai nước hoa chính hãng. Ok. Trường hợp thứ hai đó là các anh em nhận được chai hộp chai nước hoa và các anh em phát hiện ra nó không như những cái gì mà mình hay nhìn trên mạng. Đó, hình ảnh nó khác hoàn toàn. Thì cái vấn đề này mọi người cũng không nên quá là lo lắng. Bởi vì là có một cái vấn đề là trong mỗi một lô sản xuất, mà đây thường hay gọi là batch code ấy, batch code có nghĩa là nó quy định một cái lô sản xuất. Nhà sản xuất nước hoa họ có thể là họ thay đổi về cái mẫu mã, về mùi hương đó. Và cái vấn đề ở đây là họ không có một cái thông cáo chính thức nào trên cái trang chủ của họ cả, không hề có một cái thông tin chính thức cả. Do đó khi một người mua, nếu như mua một cái bản, ví dụ như bản 2018 này đi, mà so với cái bản 2015, bản cũ, những bản cũ ấy, mà phát hiện ra nó không giống là lập tức hoảng hốt. Bởi vì vào trang chủ vẫn thấy hình ảnh nó để giống như những cái bản cũ, và trong khi mình lại mua một cái chai, một cái mẫu mã nó khác hoàn toàn, trong khi không hề có một cái thông tin nào chính thức cả, là hoảng, bỏ mẹ rồi, mua phải hàng fake. Thế nhưng không phải là như thế, mà cái vấn đề ở đây là nhà sản xuất họ không có một cái thông tin chính thức nào cho người tiêu dùng. Đó là mình rất là khó để check. Mà ví dụ ở đây như là chai L'Homme Yves Saint Laurent L'Homme Le Intense, chai này của mình nhá, là bản cũ, là hộp màu vàng này. Thế nhưng mà phiên bản mới hiện tại bây giờ thì nó lại hộp màu nâu. Đó. Mà mình chắc chắn với các bạn là không có một cái thông tin nào chính thức từ hãng Yves Saint Laurent là họ thay đổi cái này. Do đó là nếu như anh em mua mà thấy cái hộp nó khác thì cũng nên bình tĩnh, cứ vào Google check các cái nguồn thông tin. Hay là ví dụ như cái chai Carolina Herrera CH Man, chai này của mình thì nó là cái phiên bản mới nhất. Và các bạn có thể thấy nếu mà so với phiên bản cũ thì cái ngoại hình trang điểm của em nó khác hoàn toàn, đúng không? Về cái mộp da này nó đã khác này. Và cũng giống như mình đã nói lúc đầu, không có một cái gì đó là thông báo cả. Ok. Một cái trường hợp nữa mà các anh em có thể gặp, đó là hộp thì vẫn về cơ bản là các chữ in giống hệt nhau, thế nhưng lại phát hiện ra bị mất một hàng chữ nào đó, thiếu một hàng chữ nào đó, hoặc thêm một hàng chữ nào đó so với những cái ảnh các bạn xem ở trên mạng.
và cũng lại sợ đó là hàng fake. Để giải thích cho cái chuyện này thì mình lấy ví dụ khoảng hai tháng trước có một bạn đã mua một chai The One All Perfume và bạn ấy giật mình bởi vì là chai của bạn ấy bình thường nó là các bạn ấy xem trên mạng nó là All Perfume for Men và ở dưới nó có cái hàng chữ Natural Spray Vapor Sator. Cái từ cuối này mình phát âm bị sai, trong khi chai của bạn ấy nó chỉ là For Men All Perfume và không có cái hàng chữ Natural Spray. Bạn ấy giật mình, bạn ấy đã hỏi mình chai này liệu có phải là chai fake hay không, và mình đã nói là mình nhìn những cái nét chữ hoặc là ảnh chụp thì, và cái quan trọng nhất là mùi hương, thì bạn ấy bảo là bám tỏa mùi tốt, không có vấn đề gì. Thì mình đã bảo là bạn ấy đây là chai xịn. Sau đó bạn ấy cũng còn cẩn thận mà post lên page Niche Split đó, hỏi mọi người. Thì về sau này mình tìm hiểu mình mới được biết đó là cái chai The One All Perform đấy, cái phiên bản bạn ấy mua đấy, nó được làm tại Pháp, phiên bản Pháp. Ở đằng sau các bạn, đây các bạn có thể thấy là ở đằng sau hộp của bạn đấy nó có chữ Made in France, trong khi chai của mình là được sản xuất tại Anh, nó có chữ Made in UK. Và các bạn có thể thấy là những cái chai sản xuất tại Anh nó sẽ có dòng chữ là All the Perfume for Men Natural Spray, trong khi cái phiên bản của Pháp thì nó chỉ có mỗi For Men All the Perfume là khác nhau. Cái vấn đề ở đây là mình muốn nói là có thể cùng một chai nước hoa, cái hình thức nó giống nhau và nó bị thiếu mất một hàng chữ hoặc là mất nó thêm một hàng chữ, thì sau khi mà các anh em check ví dụ như là chữ in có nét hay không, có bị dại hay không, các thông tin ví dụ như là 3.4 thì thường là 100ml in có bị sai hay không đấy, vân 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 vân, thì nếu như mà nó có thêm một cái hàng chữ nào lạ hoặc thiếu đúng một hàng chữ nào lạ, rất là có khả năng đó là những cái phiên bản, à không phải, cái hàng chai nước hoa của bạn nó thuộc khu vực nào, và những cái chai khác với chai của bạn nó thuộc khu vực nào. Bởi vì rất có thể là khi mà nhà sản xuất họ sản xuất ra khu vực thì cái những cái thông tin ở trên hộp họ cũng sẽ khác nhau đó. Đây cũng là một cái ví dụ để mà anh em tham khảo, nếu như mà mua chai nước hoa mà thấy tự nhiên có một cái dòng chữ nó khác lạ so với những ảnh các bạn xem trên mạng. Vấn đề thứ ba đó là mùi hương bám tỏa kém. Đây là cái vấn đề cực kỳ nhạy cảm, và ít nhất là còn mình cũng đã phải giải thích cho một số các anh em, có nghĩa là mua về mà xịt cảm thấy bám tỏa mùi kém, nhưng mà sau đó thì sau khi mình nghe mình giải thích xịt lại thì lại thấy ok, bám tỏa mùi lâu đó. Để giải quyết nhanh gọn vấn đề này, mình chỉ cần các bạn làm cho mình đúng một thao tác này, không cần phải làm nhiều. Nếu như các bạn mua một chai nước hoa về mà các bạn cảm thấy mùi hương bám tỏa quá kém và các bạn nghi ngờ đó là hàng fake, các bạn hãy đưa cho một người bạn của bạn chai nước hoa bạn mua và không được nói nó có vấn đề gì. Chỉ cần nói đơn giản là đây là bạn mới mua chai nước hoa và xịt thử xem là mùi hương có thơm hay không, có thích hay không, thế thôi. Chứ đừng nói là fake, không được phép nói bất kỳ một vấn đề gì về chai nước hoa này, và hãy để người bạn của bạn thẩm định. Bởi vì khi mà các bạn nếu như các bạn nói chai nước hoa này bị fake, cái hiệu ứng tâm lý lập tức nó sẽ ảnh hưởng đến cái người bạn muốn đưa cho thử, và người ta sẽ nghi ngờ. Bởi vì khi bạn nói như thế thì ngay lập tức người ta đã sẽ nghi ngờ chai nước hoa này có vấn đề và cái đánh giá của họ không chuẩn xác, không công tâm. Bạn hãy cứ đưa và nói mùi hương này đấy, bạn mới mua muốn xịt thử không, xem nó thơm thế nào, và sau đó bạn
hãy check với bạn ấy xem là độ bám tỏa mồ như thế nào. Đấy là cách test nhanh nhất mà mình muốn gợi ý cho các bạn. Thì trên đây, cái video này của mình muốn trò chuyện một chút với anh em là những cái các bạn vấn đề cần lưu ý trước khi mua một chai nước hoa, và một số vấn đề các anh em có thể gặp mà mọi người nghi đó chai nước hoa của mình là bị fake đó. Rất hy vọng các anh em like video này, hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.